đăng clip than phiền con 3 tuổi viết đầy lên tường. Dân mạng xem xong phát hiện thần đồng đích thực. Trong khi các bạn bè đồng trang lứa đang vô tư ngồi xem phim hoạt hình vô cùng hấp dẫn, thì em bé áo xanh 3 tuổi lại lựa chọn một thú vui giải trí hấp dẫn hơn, đó là viết chi chít các con số, các chữ cái lên trên bức tường trắng tinh. Cứ ngỡ rằng con mình viết nên những điều vô tri, người mẹ lên mạng than vãn với cộng đồng mạng. Tuy nhiên, sau khi dân mạng xem qua đã không khỏi trầm trồ khi thấy em bé không những viết các con số theo hàng, theo lối, mà còn theo công thức và chính xác đến từng dòng. Theo đó, em bé đã ghi lại lên bảng chi tiết các phép toán của bảng cửu chương, các phép toán cộng đơn giản, thậm chí còn có cả công thức của phép toán giao hoán, phép toán nhân đa thức, nhân một số với một tổng, dành cho học sinh cấp bậc tiểu học. Được biết, em bé ngay từ nhỏ đã có niềm đam mê bất tận với toán học, từ số học cho tới hình học, từ các phép toán cộng trừ nhân chia, kể cả phép bình phương một số, cho tới các trò chơi hình học lắp ráp kỹ thuật. Thay vì thư giãn đầu óc bằng TV, điện thoại, thì em bé lại chọn lựa toán học làm bộ môn giải trí sau những giờ vui chơi mệt mỏi. Nhiều người sau khi xem qua các đoạn video làm toán của em đã không khỏi mắt chữ O, miệng chữ A vì kinh ngạc trước siêu trí tuệ của em bé thần đồng 3 tuổi. Một số bình luận được mọi người để lại: con nó chịu học như này thì có đầu tư nguyên cái tường cho học cũng không thấy tiếc. Trên tường không có hàng, trên tường không hàng không ô mà bé viết ngay hàng thẳng lối được, như vậy là rất là giỏi nhé. Bé chữ đẹp, thẳng hàng tăm tắp, tính toán rất chuẩn. Xin vía bé yêu cho đứa con trong bụng sau này chăm học như bé nhé. Bé có nhận dạy kèm không ạ? Chứ thằng bé lớp 4 nhà mình mất gốc toán, cả gia đình bỏ tay rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.